Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Moto Vanga 79. Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê xe, đặc biệt là những anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn hả? Moto Vanga 79 là một kênh chuyên mua, bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng. Có mua, có bán, có trao đổi luôn ha quý khách. Thường thì những chiếc xe xài lớp đẹp, độc và đặc biệt giấy tờ phải được rõ ràng sang tên mới được giao dịch nha. Nếu mà không xài lớp thì những chiếc xe nó bỏ mẫu và nó đạt chất lượng thì Moto Vanga mới thu mua vào. Chẳng hạn như đây là một chiếc Shadow Phantom, một dòng xe đã bỏ mẫu từ năm 2018 tới nay rồi. Nên mình không, nó rất ít khi kiếm được chiếc xe lớp, nhưng mà nếu mà nó không lớp mà nó được đẹp, độc thì mình cũng sẽ thu mua và review giới thiệu lên để anh em có nhu cầu thì lựa chọn nha. Rồi, hôm nay ông chủ vui vẻ sẽ review chiếc một huyền thoại của nhà Honda. Đây là chiếc Shadow Phantom đời 2015, đăng ký lần đầu 2016. Odo 13.000, 3.000 mấy trăm lắc sẽ đi vào chi tiết nha. Đây, anh em xem qua cái nha. Rồi, anh em đang tìm Shadow thì xem chi tiết nha. Đợt rồi các anh tìm cũng nhiều đó, nhưng mà lâu lắm rồi không mua được chiếc Shadow Phantom nào đẹp hết. Hôm nay mới mua được chiếc xe đẹp, mình review up lên anh em có lựa chọn thì dự ý thì chọn sớm nha. Rồi, tại sao phải nói Shadow là một huyền thoại? Tại vì được những anh em maker cộng đồng chơi xe mô tô tại Việt Nam đón nhận rất là mạnh. Một dòng xe dùng bền bỉ nè, ít hao nhiên liệu nè, không có hư hao gì, vặt vảnh gì nhiều hết. Nói chung rất là ổn định, độ ổn định rất là cao, không hao mòn. Và xài lâu ngày thì cái việc khấu hao nó rất là thấp. Và thậm chí thời gian gần đây những chiếc Shadow mà không có xe mới á, những chiếc xe qua sử dụng mà còn đẹp, nói chung đạt chất lượng lớn rồi thì những chiếc xe thậm chí cũng lên giá luôn, chứ nó không phải là giữ giá nữa ha. Nên qua cái series của, để mình nói thêm một tí, nói về Shadow thì Shadow 750 thì nó có dòng Phoenix, dòng Beret, dòng Aero và dòng sau này là dòng Phantom ha. Nên từ năm 2009 mấy đã có rồi, nhưng mà qua tới 2004 hay là năm trở lên Shadow 750 thì nó đã được xài lắp nha. Trong đó nó có 4 dòng. Thì dòng này là dòng Phantom thì cái đuôi nó ngắn hơn, cái bánh nó cũng khác hơn so với dòng Aero. Nó gần giống như cái Beret nha. Chiếc xe được đập thùng 2016. Odo 13.000, chiếc xe nó còn mới len can luôn hả quý khách. Hiển nhiên nó không được xài lớp như những chiếc xe 1-2.000. Nhưng mà mình làm nghề xe nè, mình đánh giá, mình ghi rõ cho các anh em xem nha. Chiếc xe qua 7-8 năm rồi, nhưng chiếc xe nó còn rất là chất lượng, rất là đẹp ha. Mình nói là nó đẹp thật sự chứ không phải là nói như những anh bán hàng nói để lấy được đâu nha. Những người bán hàng nói lấy được đâu nha. Hiển nhiên mình cũng nói cũng phục vụ trong cái việc để bán hàng thôi, nhưng mà chiếc xe nó rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Cái chỉ này là chỉ dán thêm nha, cái chỉ đỏ này chỉ dán thêm, chứ để mình nói luôn chứ để các anh em xem qua sao nó có chỉ đỏ zin hay là không zin, cái này dán thêm thôi. Chứ nguyên nó là cái mâm màu đen hả, phuộc đen, mâm đen. Rồi cái này, cái bộ tâm nè, nó còn rất là sáng, rất là đẹp hả, còn rất là sáng, nó không có bị xét không gì nha. Thậm chí nó cũng như còn 7 màu vậy đó, quá trời đẹp luôn. Rồi, cũng như cái dĩa này, dĩa nè, rất là đẹp nha, không có bị mòn xước nhiều nha.
13.000 thì cái dĩa như thế này thì mình sẽ đánh giá chi tiết cái xe nó dùng nhiều hay dùng ít ha. Chiếc này là Odo đúng nha. Cái dĩa như thế này là 13.000 là chiếc xe rất là đẹp rồi. À, ốc cũng vậy ha, những con ốc zin theo xe nè. Tất cả rất là đẹp. Và bộ lốp này thì đã thay rồi nha, thay lốp lốp mới ha. Qua 5 6 năm đó thì những anh chủ nào mà kỹ á, 3 4 5 4 5 năm á, những anh chủ nào mà kỹ cái vỏ nó chai thì có anh thay thôi, chứ thường thì 13.000 vỏ cũng không đến nỗi thay ha. Nhưng mà cao su mà qua 6 7 năm thì có những người chủ họ kỹ họ sẽ thay ha. Chứ còn chiếc xe này Odo đúng và rất là đẹp. Màu sơn nhám nha. Đây, màu sơn nhám zin nha. Xe này có dán keo, xe này còn đang dán keo hết, dán nhám mờ luôn. Đây. Chiếc này đời 2015 ha, cái này nó còn màu xám, còn nếu đời 2018 nữa thì cái này nó sẽ màu đen luôn ha. Đời 2009, 2010, 2011 cũng đã có Phantom rồi nha. Nhưng mà trong cái đời đó 2009, 2010, 2011 thì cái màu sơn này nó sẽ màu đen mung và đen bóng. Còn từ 2012 trở lên thì cái đen nó sẽ mờ hơn nha, màu đen mờ. Đây. Chiếc xe còn cực kỳ đẹp nè, chi tiết nha, vô cục máy xuống dưới bô luôn hả. Cục máy cực kỳ đẹp nè, những con ốc nè. Rồi, kéo rộng ra, ra cái góc rộng ra cho anh em xem hả. Rất là mới nha, những cái bách như thế này nó không có bị xét, không ố màu gì hết ha. Đây cục cao su gắt chân cũng vậy, không có bị mòn bao nhiêu ha. Này zin hết nha. Nhìn để đánh giá hả, zin hết nè. Rồi, động cơ Shadow 750 thì 750 phân khối nha. Giải nhiệt bằng các nước ha, giải nhiệt bằng dung dịch các nước chứ không phải là các dầu như những chiếc xe Harley hay là CB1001 thì giải nhiệt gió, giải nhiệt các dầu ha. Còn này Shadow Phantom, trong cái series của Shadow thì giải nhiệt bằng dung dịch bằng các nước thì nó sẽ giải nhiệt nhanh hơn ha, nhưng mà mình dùng thì lâu ngày mình phải kiểm tra cái việc mà châm nước nha. Nó cũng giống như những con xe ô tô vậy đó. Rồi, đi vào chi tiết nè. Rất là đẹp ha. Tới capo, capo này zin hết luôn nha. Zin hết luôn và thậm chí chưa móc bô luôn. Nó im ấm thì thầm luôn. Đây cái đuôi bô chưa hề làm, chưa hề móc ha. Còn zin hết luôn. Zin hết luôn nha. À, nên nó im lắm. Rồi cái bách thắng cho tới má phanh nè, tất cả đều chuẩn chỉ đẹp ha. Rồi nè, từng cái câm nè ha, anh em xem rõ nha, từng cái câm nó còn màu trắng tinh nè. Này nó còn bảy màu luôn á. Những chiếc xe như thế này thì hiển nhiên nó rất là đẹp rồi ha. Những cái này không có ai bùa phép gì mà được đâu. Này mình nói đồ zin nha. Mình có sao thì nói vậy, phải ghi đúng để các anh em từ xa còn đánh giá ha. Xe này hiện tại thì biển số Cần Thơ, gốc cũ xe này thì biển số Thành phố Hồ Chí Minh, mình bán về cho một người anh về Cần Thơ và thật tình thì anh về anh trùm mệnh không. Gần 2 năm qua anh đi có 30 cây số mà thôi, anh trùm mệnh là chính. Anh đam mê nhưng mà anh không có thời gian đi, hôm nay anh nhường lại cho mình. Rồi. Có lên được sẵn cái ba ga tự lưng ha. Nói chung là cái ba ga tự lưng này cũng đẹp, rất là vừa ý. Rất là cảm ơn anh Liêm đã giữ gìn cái xe rất là kỹ, không có nhu cầu đi anh nhường lại cho em. Cảm ơn anh Liêm nhiều. Đây. Đó, đẹp ha, từng con ốc nè, từng cái nắp nè, những cái này đẹp lắm, zin hết nha. Zin hết luôn. Rồi, thử lan tới mấy cái này luôn nè. Đây
Cái gấp này là cái xài láp luôn nha ha. Đây láp này vậy. 750 là xài láp nha. Đời thấp thì xài xích, nhưng đời cao trở lên 205, 206 trở lên bắt đầu là xài láp rồi. Chính xác hơn là 206 trở lên là xài láp rồi ha. Rồi, chiếc xe cực kỳ chuẩn. Rồi, để mình nói thêm luôn, này là phiên bản Nhật nha, Nhật Bản nha, nội địa Nhật hả. Còn nếu mà phiên bản mà nhập Mỹ á, thì nó sẽ không có khóa từ. Chiếc này thì nhập Nhật thì có khóa từ nha. Đây còn cặp chìa khóa còn mới đẹp hả, đủ hai chìa, không có bị mất gì hả. Rồi. Rất là nuột nè ha. Rồi đẹp từng chi tiết luôn nè. Đó. Rồi, tới những cái cơn ốc như thế này. Rồi nuột nè đẹp ha. Cái xe phiên bản Mỹ, nhập Mỹ thì nó có cái dash win chỗ này ha. Còn nhập Nhật thì nó không có cái dash win chỗ này ha. Có năm sản xuất còn cái này nó không. Nhưng này thì đúng chính xác là đời 2015 nha. Đăng ký lần đầu là 2016. Rồi, thùng xăng được dán keo hết nguyên hết luôn nha, không hề có trầy xước miếng nào hả. Rồi các anh em xem nó chi tiết những điểm nè, đánh giá cái xe nó đẹp hay không mà thôi. Nhìn cái cùm con tắc nè hả, tất cả những này zin hết nha. Bao tay cũng vậy nè, không có bị dùng nhiều mà mòn hả. Cái tay Ambiya cũng vậy nè, nó không có bị bay màu mà bị trắng ha. Nó còn nguyên cái màu rất là đẹp. Bên này cũng vậy, không hề trầy xước, không hề dặm một chỗ nào luôn ha. Mình đang nói là ghi cho dễ thấy. Đó, ghi vậy người ta dễ thấy chứ. Đây. Đây cặp kính zin luôn nha ha, không có bị dựa tường, không bị ngã đổ gì hết. Rồi đây bật lên đây coi cái ô đô luôn hả. Đây nè, cũng như cái thùng xăng nè hả, được giữ gìn rất là kỹ, dán keo nguyên thùng xăng hết luôn, không hề trầy xước và rất là mới. Ô đô hôm nay 13.888 km ha. Đây. Dòng này có khóa từ nha, có chì hít đây, có chì hít ha. Mình tắt lắc nó sẽ báo đỏ, đúng rồi, chống trộm ha. Rồi có báo xăng thì ở chỗ khu vực này, nếu ở trên này nè, gần hết xăng thì nó sẽ báo cái đèn này nha. Đây, đèn mo, đèn xi nhan là báo này, cốt pha báo này ha. Nó đơn giản lắm, chỉ gần hết xăng mới báo nha anh em nha quý khách, chứ không phải rằng là mình nó báo từng nấc xăng đâu. Và cũng nói luôn là Shadow Phantom thì không có thắng ABS đâu. Các anh thường hay gọi hỏi Shadow có ABS hay không, thì phần lớn Shadow không có thắng ABS, tới đời 2018 luôn không có. Chỉ có một đời duy nhất trong năm 2012 thôi, nó có sản xuất một dòng Aero, mà Shadow Aero có thắng ABS mà thôi. Và số lượng đó về Việt Nam tầm mấy chiếc thôi, nó không có nhiều hả. Còn phần lớn là đến giờ này cũng không có chiếc nào thắng ABS hết. Rồi nổ máy quý khách nghe nha, anh em nghe quá im luôn. Thank you.
xe cực kỳ lên xe và ngồi lên là thấy cảm giác rất là thích thú rồi. Nó rất phù hợp cho thể trạng của người Việt của mình. Phần lớn những anh không có lớn con lắm, thì nhỏ nhỏ con tí xíu đi chiếc Shadow Phantom là vừa y luôn á. Những anh một cao 1m5m60 vẫn dùng ok hả? 1m6m, 1m70 rồi thì càng ngon nữa. Rất là vừa vàng, không có gì hả? Cái chiều cao yên này nó chỉ 650 thôi, 655 thôi, thì ngồi nó thấp nè. Mình cao 1m65, 66 thì ngồi chống thoải mái. Nên các anh mà lựa chọn một chiếc xe Honda hoặc chiếc xe mô tô nào tầm 700-800 phân khối mà dễ dùng, dễ điều khiển thì chiếc Shadow Phantom hoặc là những chiếc Shadow khác cũng là một lựa chọn khá là hợp lý, khá là hay cho những anh em mà không quá lớn con và lần đầu chơi xe ha. Cái chỗ để dò đạp thắng cũng vậy, nó dễ dàng lắm, nó không có bị quá xa ha. Tay lái cũng vậy, rất là vừa phải. Và Shadow thì nó lanh xe lắm, dùng nó mềm mại, nó uyển chuyển lắm, chứ nó không có bị đơ cứng hay là nó nặng nề quá mức ha. Hiển nhiên cái xác xe thì cũng không có quá cũng không nhẹ lắm đâu, trọng lượng khô thì 235. Nếu mà đổ đầy thùng xăng nữa thì nó lên phải 250 kg. Nó cũng không có quá nhẹ, nhưng được cái trọng tâm nó thấp, nó xài bánh căm, nó linh hoạt xe. Nói chung nói thì nói chứ Shadow Phantom thì trải qua rồi thì các anh muốn lên CC phân khối lớn nữa, lên Harley lên này lên kia thôi. Chứ còn để chê chiếc Shadow Phantom hay là chê Shadow thì chắc các anh không có chê chiếc nào hết. Trải qua rồi còn không có chê đâu, trừ khi cái xe nào mà nó bị lỗi thôi, bị đâm đụng té ngã hay là dùng nhiều thôi, đại loại là bị lỗi thôi mới chê thôi. Còn chiếc xe chuẩn chỉ là gần như chiếc Shadow nào cũng xứng đáng cái đồng tiền, xứng đáng khi bỏ ra để sử dụng. Rất là vừa ý ha. Về tiêu hao nhiên liệu thì Shadow thì rất là tiết kiệm, đâu đó tầm mà nếu đi đường trường 30-40 cây cho 1 lít xăng luôn nha. Chứ còn nó mình nói những anh em chơi những phân khối lớn thì thường cũng không có quan tâm hao xăng nhiều hay ít đâu, nhưng để mình nói luôn để cho nó chi tiết luôn á, những chiếc xe như này đi đường trường 30-40 cây 1 lít xăng là chứ không phải là đi mà hao xăng đâu hả. Còn đi đường phố thì mình không nói nha, nhiều khi có những đoạn nó kẹt xe hay này kia thì mình không thể tính được đó, nên thành ra rất là ok. Thùng xăng này thì đổ đầy tới được 18 lít lần. Ấy xin lỗi, này được này 14 lít nha, này 14 lít. Đổ đầy 14 lít. Trọng lượng chiếc xe như đã nói thì nó 235 kg trọng lượng khô, đổ thùng xăng đầy luôn là phải 250. Cái ghế ngồi này từ cái chiều cao yên này có 655 mà thôi thì nó thấp. Rồi, chiếc xe cực kỳ xuất sắc, không hề đâm đụng nè, không hề té ngã, nói chung đại loại là lỗi chỗ nào là không có nha. Nó có ngay chỗ cái đuôi bô này nè. Nó có một cái dấu tí xíu thôi, chắc nó dướng vô cái xe nào tí xíu, một cái dấu nhỏ chỗ này thôi nha. Còn ngoài ra không có đáng kể chỗ nào hết, không có chỗ nào chứ không phải là đáng kể luôn. Nên chiếc xe cực kỳ là đẹp. Xe này nhập khẩu hải quan nên việc sang tên hay công chứng ủy quyền gì toàn lãnh thổ Việt Nam mình không có gì khó khăn. Xe này đợt trước thì gốc thành phố Hồ Chí Minh bán về thành phố Cần Thơ, thì các anh nào ở Cần Thơ thì sang tên giữ biển số. Còn những anh ở tỉnh xa thì mình sẽ hỗ trợ bao rút hồ sơ, giao về các anh sang tên. Những chiếc xe như thế này thì sang tên giờ chi phí nó rất là thấp, nó tầm 2-3 triệu quay đầu mà thôi ha. Nó rẻ thôi chứ nó không có mặt tiền, chi phí rất là rẻ. Mình hỗ trợ bao rút hồ sơ rồi. Đây, còn phần thì cái giá mà thôi, thì cái giá cho chiếc Shadow Phantom đời 2015 đăng ký lần đầu 2016. Chiếc xe cực kỳ đẹp nha, mình dám cam kết chiếc xe này là cực kỳ đẹp chứ không phải là đẹp không thôi. Những chiếc xe cùng đời mà kiếm được đẹp như vậy chắc nó cũng ít chứ nó không có nhiều đâu ha. Rồi, có giá bán cho chiếc Shadow Phantom này là 395 triệu ha. So ra ngày trước thì nó có cao hơn á, nhưng mà tại nhu cầu của thị trường mà nó có lên giá một tí xíu so với ngày trước, thì giá bán hôm nay là 395 triệu. Anh em mua thì mình có thể bớt lọc nhau một tí xíu nha, không bớt nhiều được. Rồi, anh em quan tâm thì trên góc màn hình có hai cái số điện thoại 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Thì có cần thêm thông tin hình ảnh chi tiết trao đổi gì thêm thì liên hệ hai cái số đó, có số Zalo luôn, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết thêm. Và muốn đặt cọc nhanh và để mua để sở hữu được chiếc xe nhớ đẹp như thế này á,
thì mình gửi số tài khoản các anh em đặt cọc thôi. Đâu đó tầm 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu tùy theo cái độ tin tưởng các anh em thôi. Nói chung đây mình làm bữa nay cũng 500 mấy chục cái clip rồi, và các anh em xem cũng nhiều rồi, chắc cũng hiểu được được ông chủ quán xe vui vẻ đó hả. Mọi thứ có chuyển thì nó cũng còn nguyên đó mà thôi. Thì khi chuyển mình nhận cọc xong, mình xác nhận xe mình sẽ giao tận nơi, rồi các anh thanh toán tiền. Khi thanh toán tiền thì giữ lại 10%, mình rút hồ sơ xong các anh trả đủ ha. Còn xe mà nói y như vậy, ở tên như thế này, các anh chuyển tiền, khi về xe mà không đúng như vậy thì các anh không bao giờ mẻ tiền, còn nguyên giá trị nha. Chi phí phát sinh mình tự chịu hết, tại vì mình đã nói không đúng thì mình phải tự chịu. Bản thân mình luôn cam kết như vậy, thì những anh đã mua ha và đã có giao dịch thì chắc cũng biết ha. Thì tất cả phát sinh chi phí mà các anh không hài lòng ở một điểm nào, bất cứ khi các anh từ chối, mọi thứ mình đều chịu hết. Nói rõ cho các anh em quan tâm nó là như vậy ha. Về tình trạng xe nè, giấy tờ xe nè, rồi vậy thôi. Chứ mình cam kết hết mọi thứ là như vậy à. Không hề đâm đụng té ngã nha. Phục rồi nó còn nguyên zin hết nha, chưa tháo ra lần nào luôn nha. Đó, không có tháo ra đâu ha. Nếu tháo là nó sẽ có dấu nha. Những cái chiếc xe như thế này mà đậu dựng chống nghiêng lâu ngày nó dễ bị xì nhớt phục thì cũng có thể làm thay phốt, nhưng mà thay phốt thì nó cũng có vấn đề gì đâu. Nhưng mà cam kết chiếc này là không có gì luôn nha, chưa hề đụng chạm gì tới. Mọi thứ còn rất là lan can luôn nè. Rồi, đang tìm Shadow Phantom thì các anh em xem kỹ lại rồi đón bé về nha. Đừng để qua cơ hội chiếc xe lan can uổng hả. Chiếc xe đẹp thì hiển nhiên cái giá nó phải nói một chút nha. Nếu xe mà xấu quá, đi nhiều xe xấu thì cái giá nó cũng thấp hơn, chứ không có nghĩa là nó rẻ. Rồi, mình xin kết cái clip tại đây. Mình rất là chân thành cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và ủng hộ Mô tô Văn Nga rất là nhiệt tình. Mình chân thành cảm ơn. Rồi, Mô tô Văn Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường Lạc, quận Bình Tân nha. Mình có trang Facebook cá nhân Nga Lê Văn luôn. Xe về mình thường cập nhật sớm ở trên đó. Các anh em có theo dõi thêm thì những chiếc xe mà về muốn tìm chiếc xe nào sớm hơn, thường mình cập nhật sớm hơn. Các anh em theo dõi thêm nha. Rồi, mình rất là chân thành cảm ơn và xin chào tất cả mọi người.